Dạ, cả nhà Còn đang cái đứng bữa đó chờ mình đi giết cơm á, có vui thiêu. à. Cái phòng mình có người là một mình gì mà. Thôi mà tao thật gì nhìn thấy nó sáng sủa. Trời, được xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa. Xứng đôi vừa lứa. Kêu nó hôn, hôn thì kêu nó hôn. Hôn cái dục. Kêu nó hôn, cái nó hôn mà, kêu nó hôn mà. Kêu nó hôn cái chốc. Ủa? Cái chùm mỏ. Sao mày cái chốc? Cái chốc, hôn cái chốc. Em đi vào đầu chứ. Hôn cái chốc. Đó rồi. Hay à, được clip nữa, nó nhiều, nó quay clip nó quay đi, quay đi quay 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 ăn tối rồi xong là Hoàng đi dạo qua bờ biển đi mua đồ lưu niệm dạo thành phố Vũng Tàu em mà ngày có nọng mà thấy là da nọng không sao da nọng không già rồi ai cũng có nọng hết trơn á giờ kỳ này là bác nọng luôn tóc thì nhiều mà cây lượng thì nó cắn à cái bụng dán mà nó chảy đầu hả nó cứ dính dính nó về em hả già lớn tuổi rồi ai cũng có nọng á che nọng nè với các thiệt á nhiều khi mình nhịn ăn mình không có ăn mà sao nó cũng có nọng Và hôm nay là ngày thứ hai ở Vũng Tàu, ở tại khách sạn Interco. Và tối hôm nay gia đình mình sẽ ăn ở gần Hào 2. Mời các bạn hãy cùng đón xem và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Và thì bây giờ tài xế sẽ chở gia đình mình đi dọc bờ biển từ bãi sau ra bãi trước nha các bạn. Và mình sẽ tha hồ ngắm cảnh về đêm của thành phố lúc lên đèn. Thành phố Vũng Tàu là một thành phố du lịch ở gần Sài Gòn. Cho nên đa số là mọi người rất là thích đi ở đây. Có khi một năm gia đình mình đi 20 lần. Bởi vì ở gần các bạn dễ lắm. Chỉ cần bắt xe là đi liền. Đây, thì những ngày giáp Tết người ta trang trí thành phố rất là đẹp ha. Nghe cái đặc sản nào chúng ta gia đình mình sẽ vào gành Hào 2 để mà ăn tối nha cả nhà. Mời cả nhà hãy cùng theo chân chị em mình vào đây nha. Đó, giờ mình lên nha cả nhà. Đây, gành Hào 2. Đi vào mùa Tết rất là tuyệt vời luôn. Thì hấp xả là sớm nó dễ ra rồi đó.
Đẹp. Đỏ chụp hình lên đẹp. Không độ nha. Quà uống có độ hay không độ? Uống độ là nhất à, uống chữ gì. Nào nói chuyện một mình. Bên không có độ. Bên cũng lấy. Cũng lấy. Rồi cũng lấy. Giống như là uống nước ấy mà cả nhà uống bia. Uống bia mà uống thấy là biết là đói bụng lắm rồi đó, anh đang ngồi cứ chấm mút mấy cái thức tương rồi. Quá là lo ăn không à. Cái gì vậy ta? Sao tỏi. Quay 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 để tém 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 lại. Quay đi rồi. Đúng rồi tém. Đây là mình ăn món khai vị rau muống xào tỏi nha cả nhà. Đói ăn rau đau uống thuốc nha. Rồi. Món khai vị đầu tiên là không biết sợ. Thì lúc vô nó nhắc hoài đó. Nhắc rau này mắc lắm á. Nó bỏ nó thì ra muốn mắc. Nên về đây ăn rau thoải mái đi. Có kiểu cơm không? Có kiểu cơm. Đây là miếng xào cua. Đây, miếng xào cua nha cả nhà. Là không kịp luôn. À. Đây, tiếp tục. Món kế tiếp. Bò lúc lắc. Bình ăn rất là ngon. Cái bình em mình cũng làm YouTube nên nó đi đâu không quay. Chụp đi. Vô miệng nó không nhả được. Mình để này người ta đem rồi né ra cho bỏ vô lên chén mình hơi vừa bỏ đổ vô. Đây là mì xào giòn mà người ta để cái mì riêng á, rồi cái này cho một tô nước sốt á mình chan vô này cả nhà. Mời cả nhà ăn mì xào giòn. Và
Và đây là một cái món canh nha các bạn. Canh nghêu nấu với lại thì là có vị chua chua, có cà chua ăn ngon lắm. Thì người ta nấu cái món này giống như nấu canh chua vậy đó. Nó có bỏ cái vị nghệ nữa, ăn rất là ngon luôn. Ở không gian ở đây thì hơi ồn nha, cho nên mình phải giảm volume lại. Thay vì mình cho nhạc nền ha, thì đây thêm một món nữa, đó là cơm chiên Dương Châu hay là cơm chiên hải sản gì đó. Mình ở xa quá mình chưa có thấy rõ. Thì mấy đứa nhỏ lúc nào nó cũng khoái ăn cái món cơm chiên hết cả nhà ơi. Ở ngay chỗ này thì không phải là phòng riêng cho nên là nó hơi ồn nha. Và sau khi ăn xong thì gia đình mình sẽ đi dạo mát dòng bờ biển nha các bạn. Vũng Tàu nha cả nhà. Thì hôm nay là ngày 24-25 Tết rồi cho nên những nơi này giống như là một cái khu vui chơi, hội chợ đông người quá. Mừng Xuân Quý Mão. Đây là cái hộ của nhà mình nè. Mai 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 m
không đẹp quá không không cái bữa nào mình đi thì mình nói dai vô qua luôn chịu qua đây chưa cái gì mà hoàn hạnh nè quá đẹp quá có người gì ngay xong rồi gì bên đó bên hồng rất khỏe không phạm lỗi bên hồng đó bằng bóng phần gốc cho Việt Nam chúng ta phải cần phải có những phần gốc như thế này để đẩy cái đường lên không hôm nay số 24 27 chỉ cần làm đường tốt thì mọi chuyện đều có thể xảy ra đó mai là bây giờ đó chắc chính là trường rồi kìa chắc chính nè quay xe rồi khỏi xuống là đình công á. Bà quay là đi hết nổi rồi. Dành DJ mấy đi được. Về gia đình mình quay chân ơi. Chân nó đúng quá. Giờ mong về nhà đang nằm thẳng cẳng. Ở đây đồ cho chị quậy. Và sau khi ngắm cảnh về đêm của thành phố Vũng Tàu xong rồi thì gia đình mình sẽ đi về phòng ha. Và mình sẽ xin kết thúc tại đây. Mời các bạn hãy xem qua vài tấm hình của mấy chị em mình chụp ở Gành Hào 2 nha. Và chúc các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Và cũng không quên cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Rồi bây giờ thì mình xin chào tạm biệt. Bye bye.